Thưa quý vị và các bạn, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh luôn được tỉnh Đắk Lắk quan tâm trong công tác lãnh đạo điều hành. Kết quả cũng đã được ghi nhận qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm qua đã tăng 3,55 điểm và tăng 9 bậc. Nỗ lực đã thấy kết quả, song nhìn nhận từ phía tỉnh thì vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đơn vị khảo sát và công bố kết quả PCI thì cho rằng còn nhiều không gian để tiếp tục cải thiện. Còn doanh nghiệp, đối tượng chính để địa phương hướng đến thì sao? Họ đang cần gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chúng tôi cũng rất mong là tỉnh, các số sở quan trọng, sở kế hoạch, sở công thương, sở ngoại vụ là sẽ hướng tới trong những cái chương trình nó sẽ cụ thể hơn, đi vào những cái định hướng nó rất là chuyên nghiệp hơn để cho các cái doanh nghiệp chúng tôi cũng đạt được những cái mong muốn và những cái đóng góp, những cái thành tích với những cái trí tuệ của chúng tôi. Tôi thấy rằng là cái vấn đề này cũng rất là minh bạch như các thảo luận cũng đề ra. Tuy nhiên là những cái chỉ số cho rằng, chúng tôi cho rằng là chính quyền phải cần năng động, sáng tạo và hơn nữa để mà coi như là cái chỉ số PCI của tỉnh 2024 được tăng bậc lên. Có thể thấy những năm gần đây, tỉnh Đắk Lắk đặt quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI thể hiện qua việc tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các sở ban ngành, các địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số v.v. Kết quả 8 trên 10 chỉ số thành phần đạt cao, song vẫn còn một số chỉ số chưa đạt. Trong điều tra của chúng tôi khi hỏi các doanh nghiệp là họ đang gặp những cái thủ tục hành chính gì khó khăn nhất, thì trong cái nhóm khó khăn hàng đầu thì vẫn có nhóm khó khăn về thủ tục hành chính thuế, những nhóm khó khăn thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, những nhóm khó khăn thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy, đến môi trường. Thì hy vọng rằng là những cái lĩnh vực đấy sẽ được có những cải cách mạnh mẽ trong thời gian tới. Chỉ số PCI là chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền các tỉnh, thành phố, được VCCI tiến hành khảo sát lấy ý kiến đánh giá của doanh nghiệp từng năm. Đây là một chỉ số quan trọng mà doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm trong việc lựa chọn môi trường đầu tư. Phân tích từ VCCI cho thấy PCI của Đắk Lắk đã tăng 9 bậc, song so với các tỉnh thành khác trên cả nước, Đắk Lắk vẫn cần có sự bứt phá mạnh mẽ hơn trong các giải pháp chỉ đạo điều hành, thu hút đầu tư.